Xin chào bạn. Bạn vừa đưa ra một lý do hết sức nghiêm trọng. Bạn không tham gia bảo hiểm nhân thọ vì sợ bị lừa đảo. Tôi là một người rất yêu, rất đam mê bảo hiểm nhân thọ. Nhưng tôi cũng không có thành kiến gì với lý do này cả. Ngược lại, tôi thấy rất đồng cảm với bạn và thấy có trách nhiệm cần phải làm cho bạn hiểu hơn, yên tâm hơn trước khi bạn tham gia bảo hiểm nhân thọ. Và kể cả là bạn chưa tham gia ngay hôm nay thì bạn cũng sẽ không còn nghĩ rằng bảo hiểm là lừa đảo nữa. Thì trước hết, tôi khẳng định với bạn rằng, về mặt bản chất, bảo hiểm không lừa ai bao giờ cả. Nếu bảo hiểm nhân thọ lừa đảo, thì tại sao lại ra đời và phát triển được hơn 400 năm nay? Và tại sao lại càng ngày càng có nhiều người trên thế giới họ tham gia vào bảo hiểm nhân thọ? Nữa là, nếu nói bảo hiểm nhân thọ là lừa đảo, thì tại sao ở các nước văn minh nhất như là Mỹ này, Nhật Bản này hay là một số nước khác, người dân lại tham gia bảo hiểm nhân thọ với hơn 90% dân số? Trình độ dân trí của các nước này cao hơn hẳn so với Việt Nam chúng ta rất nhiều lần. Chắc bạn biết điều này. Vậy chẳng nhẽ họ bị lừa, còn chúng ta thì lại hiểu biết hơn họ? Thêm nữa là, nếu bảo hiểm nhân thọ là lừa đảo, thì tại sao chính phủ chúng ta lại cấp giấy phép cho hoạt động, rồi quốc hội lại ban hành luật kinh doanh bảo hiểm? Chẳng nhẽ hàng năm Bộ Tài chính, rồi Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm không phát hiện ra rằng bảo hiểm nhân thọ lừa đảo người dân chúng ta, chỉ có bạn và một số người khác biết đến điều đó mà thôi? Và đặc biệt hơn là, tại sao nói bảo hiểm là lừa đảo mà các công ty bảo hiểm lại được nhà nước trao cho rất nhiều hình thức khen thưởng, từ bằng khen chính phủ đến huân huy chương, cũng như các danh hiệu cao quý của nhiều tổ chức trong và ngoài nước? Lừa đảo người dân, tại sao lại được khen thưởng? Như vậy, một lần nữa tôi xin khẳng định với bạn rằng, không có bất kỳ một công ty bảo hiểm nào là lừa đảo cả. Tuy nhiên, tôi hiểu tại sao bạn sợ bị lừa đảo. Bởi có thể bạn đã chứng kiến hoặc bạn nghe nói đến một số người có tham gia bảo hiểm mà lại không được nhận quyền lợi. Và chính những người đó cho rằng bảo hiểm là lừa đảo, bảo hiểm đã lừa họ. Thực ra họ chưa hiểu rõ bản chất của vấn đề. Tôi xin được tiếp tục chia sẻ với bạn như thế này. Để đảm bảo nguyên tắc công bằng vì quyền lợi của khách hàng, trong bảo hiểm nhân thọ, khách hàng sẽ không được nhận quyền lợi trong những tình huống bị loại trừ mà pháp luật cho phép, như là hành động tự tử trong thời gian 24 tháng đầu tiên kể từ ngày tham gia bảo hiểm, bị rủi ro do sử dụng ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện hoặc các thức uống có cồn vi phạm pháp luật hiện hành, bị rủi ro trong quá trình phạm tội hình sự. Những rủi ro là hậu quả liên quan đến HIV/AIDS. Và tất nhiên, cả những rủi ro liên quan đến những bệnh tật mà người được bảo hiểm đã bị mắc từ trước khi tham gia bảo hiểm. Tất cả những trường hợp loại trừ đều đã được công ty bảo hiểm ghi rõ trong phần điều khoản của mỗi bộ hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng được nhận một cách rất là chi tiết và đầy đủ. Và nếu như khách hàng không được chi trả quyền lợi trong những tình huống loại trừ mà tôi vừa nêu, thì công ty bảo hiểm đều hoàn lại toàn bộ tiền mà khách hàng đã đóng vào hợp đồng của mình. Vậy thì nếu như tôi cũng như bạn mà không được chi trả quyền lợi vì nằm trong những điều khoản vừa rồi, thì chúng ta không thể cho rằng bảo hiểm là lừa được. Ngược lại, nếu khách hàng bị rủi ro trong những tình huống đó mà cố tình che giấu nhằm đòi công ty bảo hiểm trả tiền, thì thực ra chính khách hàng lại đang lừa công ty bảo hiểm. Một vấn đề nữa mà tôi muốn trao đổi thêm để bạn rõ là, thực ra nói một cách công bằng thì nghề nào cũng có người tốt, người xấu, kể cả những nghề rất cao quý như nghề giáo viên, bác sĩ hay là luật sư và nhiều nghề khác. Vì thế trong đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm cũng có những tư vấn viên chưa tốt làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Tôi tin rằng người tư vấn viên đang ngồi với bạn, người mà dám mở đoạn video này cho bạn xem, chắc chắn là một tư vấn viên tốt. Và nếu bạn muốn yên tâm không bao giờ bị loại trừ bất cứ một quyền lợi gì, thì hãy làm những việc sau đây khi bạn tham gia bảo hiểm nhân thọ. Thứ nhất, bạn cần phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân để hoàn thiện bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, nhất là các thông tin về sức khỏe của bạn
cũng như các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm cùng với bạn. Thứ hai, nếu bạn đã từng có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe mà bạn đã phải đi thăm khám này, hay điều trị, hay kể cả những triệu chứng mà bạn thấy được ở trong người, thì bạn cũng cần phải ghi rõ vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để được công ty bảo hiểm xem xét, thẩm định trước khi cấp hợp đồng bảo hiểm cho bạn. Điều thứ ba là khi nộp tiền bảo hiểm lần đầu tiên cũng như tất cả các lần sau này, bạn đều phải yêu cầu tư vấn viên hoặc người thu tiền cung cấp phiếu thu hợp lệ cho bạn. Tuyệt đối không thể nộp tiền mà chỉ xác nhận với nhau bằng miệng hoặc là sử dụng những cái giấy tờ viết tay hay một thứ giấy tờ nào khác mà không phải là phiếu thu của công ty bảo hiểm. Thứ tư, trong suốt thời gian của hợp đồng bảo hiểm, bạn hãy đóng tiền đầy đủ và đúng hạn như trong hợp đồng quy định. Và nếu có bất cứ một sự thay đổi nào về công việc, nơi cư trú hay những thay đổi làm tăng khả năng rủi ro của người được bảo hiểm hoặc bên tham gia bảo hiểm, thì hãy thông tin cho công ty bảo hiểm biết thông qua người tư vấn của mình. Và khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, hãy thông báo cho công ty bảo hiểm biết để được hỗ trợ hoàn thành thủ tục nhận quyền lợi. Còn một tình huống khác nữa là bạn cũng cần lưu tâm như thế này. Khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, là khách hàng đã cam kết với công ty bảo hiểm là mình sẽ đóng tiền trong thời gian 10 năm, 15 năm hay là lâu hơn nữa. Nhưng chỉ mới một vài năm, khách hàng đã hủy ngang và đòi tiền về, nên số tiền nhận được không bằng số tiền đã đóng góp. Vì thế, khách hàng cho là công ty bảo hiểm đã lừa mình. Thì bạn phải hiểu như thế này. Cũng giống như bạn trồng một cái cây để lấy gỗ, phải cần có thời gian hàng chục năm thì cây mới lớn và cho bạn nhiều gỗ được. Còn nếu mới trồng được một vài năm mà bạn đã chặt cây rồi, thì số củi mà bạn có không thể bù đắp được tiền giống cây này, tiền trồng cây này, tiền chăm sóc, tiền trông nom. Nhưng mà nếu bạn để cái cây đó và tiếp tục chăm sóc 10 năm, 15 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, thì chắc chắn bạn sẽ có một cây gỗ lớn. Thì tham gia bảo hiểm nhân thọ là như thế bạn ạ. Những năm đầu, số tiền bạn nộp vào phải chi phí rất nhiều để tạo nên những quyền lợi bảo vệ cho bạn trước rủi ro. Nên nếu như bạn rút ngay về thì số tiền nhận lại sẽ rất ít. Bạn cần duy trì hợp đồng của mình lâu dài thì giá trị tiền mặt mới càng ngày càng gia tăng và tạo nên số tiền lớn mà bạn sẽ được nhận ở những năm sau đó, và nhất là khi đáo hạn kế hoạch của mình. Và đặc biệt, nếu chẳng may gặp rủi ro, thì chỉ bảo hiểm nhân thọ mới có thể mang lại cho bạn nhiều tiền nhất, cho dù bạn mới đóng góp một số rất nhỏ trong một thời gian rất ngắn. Trong tình huống đó, thì ai bảo rằng bảo hiểm là lừa đảo? Cuối cùng, tôi muốn nói thêm với bạn là, nếu bạn gặp và hỏi những người đã được nhận tiền đáo hạn và bồi thường, thì họ sẽ không bao giờ nói rằng bảo hiểm là lừa đảo, mà ngược lại, họ sẽ nói rằng họ rất cảm ơn bảo hiểm nhân thọ vì đã giúp họ có tiền để vượt qua những khó khăn, hoạn nạn và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.